Nữ ca sĩ càng ngày càng thẳng thắn hơn trong cách nói chuyện và không ngại dùng những lời lẽ mạnh để đáp trả những bình luận ác ý nhắm đến người yêu đồng giới của mình. Thậm chí Thiện Nhân còn đổi nghệ danh như thể muốn đánh dấu mốc mới trong cuộc đời. Sau khi đổi nghệ danh thành Trác Thiên An, cùng họ với người yêu chuyển giới, Thiện Nhân và Ngân Trác có chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Tại đây, cặp đôi mặc hanbok, trang phục truyền thống Hàn Quốc cùng những cử chỉ tình bề bình khiến dân mạng nghi ngờ cả hai đi chụp ảnh cưới. Sở dĩ cư dân mạng nghi ngờ cả hai chụp ảnh cưới là bởi ở phần thông tin cá nhân, cả hai cập nhật mối quan hệ thành đã kết hôn vào tháng 6. Theo những gì Thiện Nhân chia sẻ, cô và Ngân Trác cũng đã sống chung nhà với nhau. Gần đây nhất, Thiện Nhân đăng tải một story ngắn với câu nói mang tính phớt lờ dư luận. Theo đó, trên story nữ ca sĩ tuyên bố, mặc kệ miệng đời, quan tâm người này cho tâm vui vẻ lòng đầy yêu thương. Sau đó, story chuyển sang hình ảnh của người yêu kèm theo đó cô viết hai chữ trong tôi. Theo Thiện Nhân, người yêu đồng giới là một trong những người giúp đỡ, động viên cô suốt cuộc thi và lập ra fanpage để cô tương tác với khán giả. Sau đó cả hai mất liên lạc, hồi tháng 12 năm 2021, họ kết nối trở lại, tâm sự nhiều về cuộc sống và nảy sinh tình cảm.